Đi học về à? Đi học về à? Béo gì giờ này béo nhỉ? Đi quay gì đấy? Đi ra đường không? Mày một lão nông. Lại lại quay đẹp thế nó. Mình có phát hiện cảnh rất đẹp. Cảnh hoàng hôn cực kỳ đẹp.
quên mất nó có thể hút mình. Bây giờ mình sẽ đi xem hai mẹ con trâu này. Ba con cặp mẹ con trâu nè. Hả? Ba con cặp mẹ con trâu nè. Ba con nữa kia vỡ. Bây giờ ngô lám này vẫn có người nhặt nhỉ? Cho tử hết rồi chứ. Chứ con nhỏ cho nhặt. Bác này có một cặp mẹ con trâu rất đẹp. Ờ, đẹp không? Đẹp. Đẹp thì đưa rồi. Không biết mai lớn con đẹp không? Kiếm lo. Đốt cho nó ấm. Tối tối là hơi lạnh. Đúng rồi. Mùa này là hơi lạnh rồi nên là các bác cân trâu tiện là đốt luôn, sưởi lửa luôn. Trả lên trên kia bọn thú ngô trên kia. Ôi bà, con trâu này đen xì nhỉ, con trâu kìa. Con trâu này nhuộm lông hay là nó bị cháy gì bà? Không sổ nữa, ai làm gì đâu. Xem nào.
Đây đang quay đây. Đường có cam ở trên. Không có quay đâu. Không. Không quay cái này, không quay máy bay nó. Hôm nay không bác tập quay này chưa đã. Bọn bảo rủ em bé anh Hoàng ra đi chụp nha. Nó không bé hôm nay ốm mà không cho. Con chó đi đâu vâng? Không phải là bắn mày đâu. Nó thấy có đồ nó tưởng cái gì nguy hiểm. Chó nhà khôn đấy. Nó sợ nó tưởng là bắn chó. Nó tưởng cầm vũ khí à? Không mà. Không bắn mày đâu. Vườn nhà mình đi hả bác? Hả? Học quay bác Thạch Thu Ngôi nhá. Ôi, còn bên này có trâu béo tốt. Đừng lên TV á. Đừng lên là quan trọng.
Bắt được câu hả bác? Ừ. Được bác về chưa hay mới xuống? Xuống nữa. Mới xuống á? Hả? Ờ, hả? Bác bây đi về đi câu. Đi câu dưới này. Có hai đường không bác? Tiếng chim kêu cái rất nhiều. Đây cái lùm hoa rất đẹp. Mình sẽ chụp đây vài kiểu.
khi là con chó lạ mình thử gọi nó xem nó có thương không, nó có quay về đây không. Mic 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 eo người lạ nào không nên không không gọi không về đây. Hả? Không biết. Cháu không biết. Mùa gặt này, đốt rơm, khói mù mịt khắp cánh đồng.